Phi Đông mới về tham quan trạm xe buýt hiện đại đầu tiên ở Sài Gòn mình ha. Đây là bus information đây. Tuyến số 53, 45, 6, 12 đi 1 phút, 2 km. Xe sắp đến. Ở phía trước, ở phía trước nó có ghi á. Bây giờ là 17 giờ 32 phút. Đúng rồi, xe sắp đến ha. Tuyến nè, phút nè. Còn tuyến 53 còn khoảng nhỏ hơn 1 phút nữa là tới rồi. Tuyến số 45 là còn khoảng 2 phút nữa. Tuyến 61 là khoảng 4 phút. Nó ghi rõ cho mình ha. Đây là cái bảng mình tra tuyến xe buýt á. Này bến xe Hàm Nghi, Phạm Hữu Lão, Hồ Chí Minh. Danh sách tuyến nha. Mình vô cái danh sách tuyến trước đi. Có tuyến số 12 Thác Giang Điền, quốc lộ 52 xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ, số buýt Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai tới Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, công đường Võ Thị Trang, Lê Lai tới công viên 23 tháng 9. Biết đi thử ra. Chỉ có xem bản đồ thôi. Nó không có hiện kia ha. Xem bản đồ thì nó sẽ hiện ra cho mình cái biểu đồ giờ này. Xe số 53 giờ tới bến. Xe số 45 sắp tới bến. 55. Đó. Nó ghi từng giờ ra luôn á. Nếu mà mình đi đây là cái tuyến này, chắc là tuyến thứ nhất nè. Đây là cái tuyến đầu tiên nè. Tuyến cuối cùng nè. Tuyến cuối cùng đi thác từ Bến Thành đi thác Giang Điền ha. Với xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí quá trời ha. Chạy ra xem bản đồ nữa coi. Cũng nhiều tiếng ha. Ôi nó còn kéo chạy được nữa nè. Quá trời ha. Vậy hồi nãy không phải đâu. Hồi nãy thác Giang Điền coi lại đây. Xe bản đồ là từ 5 giờ ha, có tuyến xong riết tới 17 giờ hết tuyến. Đó. Còn tuyến miền Đông này là từ 5 giờ 15 nó chạy cho tới 18 giờ 45 nó mới hết tuyến ha. Rồi. Tuyến số 53 ký túc xá B Đại học Quốc gia đi đến cái bến Lê Hồng Phong ha. Xem bản đồ ha. Coi cũng 5 giờ là chạy ha. Tuyến đầu tiên là 5 giờ cho tới cái tuyến kết thúc là 18 giờ 15 là chuyến sau cùng ha. Cứ quá một ngày nó rất là nhiều chuyến. Tuyến 61-6 là từ khu Lục Đại Nam mà đi tới công viên 23 tháng 9 nè. Hành khách Sài Gòn đó. Rồi D1 là Thảo Cầm Viên đi Lê Dũng. Danh sách tuyến nè. Xuống danh sách tuyến coi. Tra cứu tuyến nè. Mình muốn xe số 45 sắp tới bến. Tra cứu tuyến. Xe số 45 sắp tới bến. Tra cứu tuyến số 49 coi. Enter. Tuyến số 49 hình như nó không có số tuyến số 49. Tra cứu tuyến lại nữa coi. Muốn tìm cái tuyến 109 nha. 109. Có đây. 109 nó có tuyến ha. 109 là công viên 23 tháng 9. Từ công viên 23 tháng 9 ra hành khách xe buýt Sài Gòn Phạm Ngũ Lão mình tới Giạc Xin, đi tới Trần Hưng Đạo, rồi nó qua Hàm Nghi, xong mình tới Bát Tơ, tới Võ Thị Sáu, tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tới Nguyễn Văn Trỗi, tới Phan Đình Giót,
tới Trường Sơn, tới cầu vượt, xong rồi tới sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế ha. À, nó có tuyến 109 nó có. À, cái tuyến đầu tiên của nó là 0 giờ tối đã có rồi. 0 giờ tới 45. Từ 0 giờ mà cho tới chuyến cuối cùng của nó là 1 rồi hết rồi, nghĩa là cái khu vực này là làm mấy cái tuyến này nè. À, bây giờ mình qua khu vực khác ha, mình coi coi những tuyến khác hay không. Nãy giờ camera hả, dòm xuống nó tắt beo à, nãy giờ nói quá rồi nói không biết nó có vô thôi, đi qua qua cái chỗ khác nó nói lại. Là Gypsy miễn phí ha. Free miễn phí, trẻ em chưa biết đọc phải có phụ huynh đi kèm. Nó sạch sẽ ha. À, free miễn phí. À, làm bằng inox. Inox ở ngoài. Chờ mình qua cái tuyến khác ha. À, xe buýt nằm đây phát sinh thêm cái dịch vụ buôn bán nước. Điểm đón xe buýt 38 và 96. Trăm lẻ chín có ha. Tuyến 109 có, tuyến 49 không có. Nhìn kiểu này chắc không có. Tại vì đọc trên mạng mình thấy cái tuyến 100 ít tuyến 49 nó giá vé nó mắc tiền hơn, không tới 40.000 vé. Nó là của đơn vị xe buýt xích thồ bớt gì đó đưa vào khai thác, chứ không phải là đây 20 86 102. À, 11 20 34 38 79 75 86 96 102 120 109 bên kia ha, 109 bên cuối đường đó nó ghi số đó, mình dòm theo mà mình đi. Hết rồi. Hết rồi. Nó có hiện ra cái cái tấm bảng điện tử nó hiện ra thôi. Còn cái tra cứu hình như là chỉ có một cái địa điểm hồi nãy là tra cứu thôi à. Chỉ có một điểm tra cứu bên đó, xong mình phải vòng lại rồi.
mấy bên đây là chỉ là nhà chờ thôi, đây là nhà chờ thôi. Chỉ có một điểm tra cứu thôi à. Còn những dãy bên kia là chỉ hiện lên cái bảng điện tử á, chỉ có một cái khu vực tra tuyến thông minh đó rồi. Tuyến số 45 information bớt này ở đây thôi ha, mấy kia không có, mấy kia chỉ hiện bản điện tử lên cho biết thôi. À, chỉ có một chỗ này có vị trí xe, danh sách tuyến. Nguyên 23 tháng 9 tới sân bay Tân Sơn Nhất, nó có lượt đi từ sân bay Tân Sơn Nhất ra quốc tế tới Trường Sơn, tới đường Trần Quốc Hoàng, tới Hoàng Văn Thụ, tới Nguyễn Văn Trỗi, tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, tới công trường Võ Thị Trang, tới Lê Lai, tới công viên 23 tháng 9 là đó là cái tuyến đi. Còn cái tuyến về, lượt về là từ công viên 23 tháng 9 ha. Nó đi thi theo Phạm Ngũ Lão, nó tới Dạc Xin, tới Trần Hưng Đạo, tới Hàm Nghi, tới Bách Tơ, tới Võ Thị Sáu, tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tới Nguyễn Văn Trỗi, tới Phan Đình Giót, tới Trường Sơn, tới Cầu Vượt, xong tới sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế. Loại tuyến là phổ thông, không trợ giá. Giá vé không trợ giá có hai loại, 12.000 và 20.000. Thời gian chạy là 45 phút. Giãn cách tuyến là 30 phút, tổng số chuyến là 108 chuyến ha. Đây đó là thông tin về cái tuyến 109 và cái trạm dừng nè. Trạm dừng để đón khách là mình có sân bay Tân Sơn Nhất nè, rồi trường Ngô Sĩ Liên ha, siêu thị Super Bowl, Trần Quốc Hoàng, vòng xoay Lăng Gia Cả, bảo tàng miền Đông, cây xăng quân khu 7, bệnh viện quận Phú Nhuận, cổng xe lửa, rồi trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, rồi ngã tư Trần Huy Liệu ha. Đây là những cái trạm dừng. Còn biểu đầu giờ thì nó đã chạy rất là sớm, từ 0 giờ nó đã chạy rồi. Từ tới 0 giờ 30 là nó có một tiếng nữa rồi ha. Đó, cái tiếng cuối cùng của nó là 12 giờ 15 tới 13 giờ là hết. Là hết ha. Đây cái chuyến này đây là vậy ha. Xong rồi tìm đường, mình có thể tìm đường đi rồi gõ ra điểm công cộng, đường dây nóng mà điểm công cộng là trường đại học rồi đó, bệnh viện, công viên,
địa điểm mà nổi bật đó. Sân chơi bến Nhà Rồng, về Thảo Cầm Viên, trường quốc tế rồi đó. Anh cứ lít vô nó là nó ra thôi đó. Đi đi sứ chuyến này nha, thì là đi sứ chuyến số 65 ở Hàm Nghi, rồi đi tới đi bộ đến đây rồi ra đó, cứ tra vậy là ra tiện lợi ha, chiếc xe đó. Đây sắp tiến rồi, không có tiến số 49 nha, đó tìm được đó. Đó, chỉ có như vậy thôi ha. Đó. Ok, coi như hôm nay tham quan được cái xe buýt này cũng đầy đủ lắm ha. Xe buýt tới liên tiếp nhau, người xuống người lên ha. Xe số 45 sắp tới bến. Vậy là nó đi khoảng một tiếng mấy, 90 phút là 1 tiếng rưỡi ha, tiếng 20 phút nữa là gần 2 tiếng ha, tiếng 40 phút. Ủa, mất đi rồi, tiếng tiếng Tùng, Nguyễn Thị Nghĩa, Thanh Tam, Hồng Nghi, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Bạch Đằng, Bảo Tàng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Năm, Ba Son, ở Gầm Viên hay rất là nhiều ha, rất là nhiều, đó quá trời. 40 cái điểm dừng, biểu đồ nè, và 5 giờ nó có chuyến đầu tiên ha, 5 giờ cho tới 6 giờ 50 vậy là nó đi 1 tiếng 50 phút ha. Tiếng 50 phút, gần 2 tiếng đồng hồ. Chuyến cuối cùng là 5 giờ chiều, 5 giờ chiều 1 tiếng.
rồi giờ đó là tiếng Giang Điền hả? Còn tiếng 45, tiếng 45 này là đi đâu đây? Em 45 là từ Bến Tre quận